từng cơn gió nhẹ thoáng qua giữa chiều buồn, mà sao thấy lòng tái tê như lạc vào giông bão. Đời như giấc mơ chỉ thoáng mộng phù du, còn gì cho ta khi qua một kiếp người. Từng cơn bão cứ tràn về trong đêm tối, cuốn đời tôi trôi dạt biết về đâu. Từng con sóng cứ gào thép mãi trong ta, cho cõi lòng không một phút bình yên. Chợt bừng tỉnh giữa giấc mơ đời nghiệt ngã, nhìn lại mình chỉ thấy nỗi cô đơn. Cuộc đời ơi xin đừng xô tôi nữa, hãy để bình minh xóa tan một đêm dài. Phục vụ anh từ A tới Z nha. Em muốn với anh nha. 50% đi, nhấp môi cái gì em biết phục vụ anh à. Vô bố tao ra coi, con quỷ cái. Anh sao vậy? Cổ mà đi thôi mà. Ôi người đang vui mà anh. Vui cái gì mà vui? Biến hết cho tao. Thôi được rồi, anh hai không được vui, mấy đứa ra ngoài đi. Đi mấy em ra ngoài nha anh hai, có gì gọi tụi em. Anh hai, có chuyện gì khiến anh bực bội vậy? Tao không hiểu sao tao cứ tức vụ con Tuyết. Bao nhiêu năm nay tao đã xác định không vợ không con không gia đình, nhưng mà mỗi khi tao nhớ tới cái khuôn mặt nó trơ ra, nó dứt bỏ giọt máu của tao không thương tiếc, tao tức quá. Tao chỉ muốn phanh thay con khốn nạn đó ra thôi. Ủa, mà không lẽ anh muốn có con hả? Không, tao có con làm cái quái gì. Tao chỉ cảm thấy bực bội khi nó dứt bỏ giọt máu của tao không thương tiếc. Tao thấy nó bị hủy hoại giống như một loại dịch bệnh, tao không chịu nổi, mày có hiểu không? Anh mâu thuẫn quá, không muốn có con mà lại tức khi người ta phá thai. Nếu anh muốn có con thì không bao giờ đợi trễ cả. Đừng nhắc chuyện này nữa. Hiện tại bây giờ tao đang rất đau đầu vì vụ tài sản của ông Phú. Mẹ nó, trên giấy tờ rõ ràng là ông đã bán hết toàn bộ tài sản cho ông Hoàng Ngọc Hải. Mày có biết người đó là ai không? Không. Ủa, mày đã biết nó hả? Mẹ nó, mình đã làm đủ mọi cách, vậy mà cũng không thể nào qua được thằng cha Phú này.
ông Hoàng Ngọc Hải là anh trai của bà Mai, tức là bà vợ đã chết của ông Phú. Theo tao được biết, bao nhiêu năm nay ông Hải này vẫn trông chừng căn nhà và nhang khói cho bà Mai ở Long An đó. Mày nhớ kỹ đi, trong thời gian mình giết ông Trung, ông Phú đã đánh hơi thấy cái mùi nguy hiểm rồi, nên đã lén tao bán toàn bộ tài sản. Thật ra là chỉ chuyển sang cho ông Hải thôi. Khốn nạn thiệt. Hay là mình đến tận nhà lão Hải, đứng tên trong tài sản của ông Phú để uy hiếp ông ta. Không dễ như mày nghĩ đâu. Thứ nhất là ông Phú đã tin tưởng ông Hải và giao toàn bộ tài sản của ông cho ông Hải, chứng tỏ một điều là ông ta là một người rất trung thành với lão Phú, rất khó uy hiếp. Thứ hai, công an đang tìm mọi cách để bắt tao. Nếu biết tài sản đứng tên ông Phú, lỡ như tụi nó mà cài người, mình dễ chết như chơi. Chi bằng cứ triệt ông Phú. Tao tin một điều, lão già này không chịu được lâu nữa đâu. Mày thử nghĩ coi, nói chung là ông muốn giữ tài sản này lại cho con ông, để sống lúc tuổi về già. Nếu như hai cha con ông chết thì tiền bạc sẽ trở thành vô nghĩa. Anh nói phải. Vậy thì chúng ta phải chăm sóc lão cho kỹ. Bác, bác nấu nhiều đồ ăn dữ vậy. Chút nữa bác vô bệnh viện thay cho Toàn, nên tranh thủ nấu ăn cho các con. Các con phải ăn nhiều vô nha, dạo này có con vất vả lắm đó. Bác à, con có làm gì đâu mà vất vả. Thật tội cho bác quá. Từ bệnh viện về đây mà con không được nghỉ ngơi gì hết á, con phải ở lại nhà con nấu cơm. Con thì có lỗi quá. Con đừng có nói vậy. Bác lúc nào cũng mong ước được mãi như vậy, có thể nấu ăn cho các con mỗi bữa, nhìn thấy các con ngủ, thấy các con yêu thương hờn giận. Hãy hứa với bác, con hãy dựa vào hai bác nha. Bác và mọi người luôn ủng hộ con biết không? Con cảm ơn bác. Con nhất định sẽ dựa vào hai bác mà. Con biết mọi người đều yêu thương con. Còn thiệt. Nè, con thấy anh Toàn sao? Bác thấy nó tốt quá. Hôm qua còn bắt hai bác cháu về để ở lại bệnh viện trông cho bác Dĩ nữa. Bác thấy nó thương con thiệt lòng đó. Bác, tụi con chỉ là bạn bè thôi mà. Với lại bây giờ tâm trí đâu mà còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa bác. Bác biết chứ. Bác biết là tâm trạng con rối bời. Nhưng nếu con có tình cảm với nó thì hãy trân trọng nó con à. Người tốt như vậy bây giờ hiếm lắm. Nó thương con và làm tất cả những điều tốt nhất cho con mà không đòi hỏi một điều gì. Con biết không? Vì có Toàn mà bác yên tâm cho con hơn rất nhiều. Con biết mà. Nhất định là con không có phụ lòng mọi người đâu. Nè, chút nữa bác vô bệnh viện thay cho Toàn. Bác sẽ nói Toàn về đây ăn uống và nghỉ ngơi. Còn ráng chăm sóc nó giùm cho bác nha. Đêm qua ở trong bệnh viện chắc là nó không ngủ được đâu. Trời ơi, thì ra là bác nấu đồ ăn cho anh Toàn á hả?
Vậy mà nãy giờ con cứ mừng hột không à. Con cứ tưởng nó là con được ăn. Con nhỏ này, bác nấu ăn cho tất cả các con đó. Bà có tin tức gì của anh Phú hay anh Hoàng không? Dạ không, không có tin tức gì hết. Nhà chẳng có ai ở. Tôi định xin phép cho tôi nghỉ việc. Sao lại không có ai ở? Tôi còn đứng sờ sờ ở đây mà. Ông Phú và thằng Hoàng mới đi có vài ngày. Bà đã định trở mặt rồi sao? Dạ tôi đâu dám. Cô thì đi suốt đêm. Còn ông chủ và cậu Hoàng á, chắc không dám quay về đây nữa. Tôi ở đây cũng chẳng làm gì hết. Ý của bà là sao? Bà nói tôi đi suốt đêm. Tôi đi đâu á là quyền của tôi. Bà không muốn làm nữa thì nghỉ đi. Người ở chứ bộ bà nội hay sao mà dám ăn nói hỗn hào như vậy hả? Dạ tôi đâu dám. Thôi để tôi tranh thủ làm giường xong rồi chiều mai tôi lên xe về quê à. Cảm ơn. Tùy bà. Không hiểu cô ta là loại người gì nữa. Ông chủ và cậu Hoàng vừa đụng chuyện là theo trai đi suốt đêm mà. Dạ mời luật sư uống nước. Dạ cảm ơn. Ủa mà có chuyện gì, có chuyện gì mà luật sư xuống tận đây vậy? Có phải là thằng Phú xảy ra chuyện gì không? Anh nói không sai. Anh Phú đã xảy ra chuyện. Anh bỏ trốn đi mấy ngày nay rồi. Đến giờ vẫn không có tin tức gì cả. Nè, nó tội gì mà phải trốn vậy hả? Nhiều lắm anh à. Chủ mưu hai vụ giết người, buôn bán ma túy, buôn bán gỗ lậu. Đến nông nổi như vậy sao? Ừ. Tội như vậy mình phải làm sao đây luật sư? Tạm thời là chưa có tin tức gì của anh Phú. Vậy chúng ta nên làm theo yêu cầu của anh ấy. Như chúng ta đã thỏa thuận, vào cái ngày mà trước đây anh Phú bán toàn bộ khách sạn, nhà cửa ở Sài Gòn và căn nhà ở đây. Mặc dù anh chỉ có một vị trí nhỏ thôi, nhưng trên thực tế, anh là chủ nhân thực sự, có quyền sở hữu toàn bộ tài sản này. Trời đất ơi, tôi nói thiệt, sống nay chết mai mà. Tôi già cả rồi, tôi đâu có màng ba cái thứ tài sản đó đâu. Tôi chỉ mong là tôi giữ những tài sản cho cháu tôi. Hoặc là sau này thằng Phú nó cần á, thì tôi bán hay là để cho nó có tiền nó xoay sở thôi. Chứ tôi không có ham ba cái tài sản này đâu. Nhưng mà trước mắt á, anh cứ theo tôi một chuyến lên Sài Gòn. Anh lên Sài Gòn với tư cách là chủ nhân thực sự của khách sạn đó. Anh sẽ ra lệnh đóng cửa toàn bộ khách sạn. Như lời căn dặn của anh Phú trước đây, chậm ngày nào là chúng ta chết ngày đó. Xưa nay anh biết rồi đó, khách sạn nó có rất nhiều vấn đề. Tôi e rằng là trong cái lúc sự kiện rối ren như thế này, anh Phú bỏ trốn, tụi nó sẽ tranh thủ làm bậy. Vì vậy, ngay ngày hôm nay, anh phải theo tôi lên Sài Gòn để giải quyết. Chắc có được hay không? Chứ thật sự trong lòng tôi lo lo hay sao á. Anh yên tâm đi, mọi chuyện đã có tôi lo cho anh. Thực ra thì trước đây tôi đã chịu ơn anh Phú, và tôi xem đây là cơ hội để trả ơn cho anh ấy. Bằng mọi cách chúng ta phải bảo toàn tài sản của anh Phú. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm và trao lại toàn bộ tài sản cho đứa con của anh ấy. Chào đại ca. Ừ. Hmph.
Nè, vậy mà ăn đi. Định tuyệt thực thiệt hả? Ok. Vậy là ông muốn nhìn xác con không chứ gì? Được, tôi sẽ mang xác nó về đây cho ông nhìn. Sau đó tới lượt ông. Nè, ta nói rồi, ta không còn cái gì hết. Trong mấy năm qua, mày chỉ biết lo đàn đúng ăn chơi. Mày tưởng tao là cái máy in tiền hả? Tao chỉ làm giám đốc trên danh nghĩa. Người ta trả lương tháng cho tao. Không ngờ bao nhiêu năm nay mà ông lại đánh giá tôi thấp đến như vậy. Ông định giở trò trẻ con này đến bao lâu nữa? Được thôi, nếu như ông muốn, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Bây giờ nếu như không có tiền của ông, tôi vẫn có thể sống nhẫn nhơ được mà. Tôi chỉ tiếc một điều, cha con của ông không có giây phút để mà trùng phùng. Vậy mày phải có bằng chứng gì để mày khẳng định đó là con của tao? Đơn giản lắm, tôi sẽ đem cái xác nó về cho ông nhìn. Hoặc là sau đó tôi sẽ lấy một mẫu tóc hoặc là một thứ gì đó đi xét nghiệm ADN, cầm cái giấy xét nghiệm về đưa cho ông coi. Nếu nó đúng thật là con của tao, mày phải cho tao biết nó tên gì, đang ở đâu. Dù sao thì tao cũng đang bị mày giam cầm, không thể làm được gì. Ông đừng tưởng cái đầu ông đang nghĩ cái gì tôi không biết. Tất nhiên ông không có cơ hội nào để thoát được đâu. Nhưng mà tôi thì có nguyên tắc riêng của tôi. Tôi sẽ nói cho ông biết khi tài sản đó nằm vào trong tay của tôi. Tôi cho ông suy nghĩ từ đây tới sáng mai. Ngày mai mạng sống của con ông phụ thuộc vào ông đó. Nhớ đó. Em còn ngủ trưa sao? Em không có buồn ngủ. À anh Mạnh thức chưa? Mình vẫn còn đang ngủ. Anh cảm thấy xấu hổ quá. Anh hứa với bác chỉ là qua đây trông chừng bảo vệ cho em mà anh cứ ngủ. Ngủ lần nào cũng say như chết vậy. Ủa mà em viết cái gì vậy? Em hả? Em đâu có viết cái gì đâu. Em đang truy tìm thông tin của ông Phú trên mạng. Mà sao em sợ trên Google hoài mà không có? Thật ra thì báo chí nó chỉ đăng những cái chung chung, những cái mà cũng biết hết. Nếu mà em muốn tìm thông tin mà em cần biết á, thì mình phải xác minh cụ thể. Nhưng mà em cũng không nên tìm làm cái gì, bởi vì ông ta đang bị lệnh truy nã mà. Khi nào bắt được ông ta thì ông ta tự khai ra hết. Anh nói như vậy sao được hả anh? Lỡ như ông Phú và tên Hoàng trốn mất thì sao? Bằng mọi giá em phải truy tìm đủ chứng cứ để bắt được ổng. Với lại em đang nghĩ là anh có nhớ cái hôm mà em qua nhà ông Phú để truy tìm chứng cứ không? Em tìm thấy một cái đĩa DVD mà công an xác nhận là trong đó có bằng chứng tội phạm của ổng. Nhưng ngoài cái đĩa ra, em còn thấy một bức thư và một tấm hình của vợ cũ ông ấy nữa. Em muốn đến đó lấy lại, biết đâu trong đó có chứng cứ nữa thì sao? Em muốn tới đó thiệt sao? Nếu như không tìm được manh mối gì, em cũng muốn tìm từ mấy thứ đó. Bác Mai vợ ông Phú là người tốt, biết đâu sau này bác ấy quay về tìm thì sao?
Với lại em cũng muốn tới đó để cảm ơn bà Tư, vì bà Tư đã cứu em nữa. Được, nếu muốn tới đó thì anh sẽ đem đi. Nhưng mà chiều nay chú Trịnh kêu em lên tòa soạn. Hay là thôi hả anh? Thôi sao được em, mình đã hứa với người ta rồi. Với lại em cũng muốn gặp trực tiếp nói chuyện với chú Trịnh mà. Nhưng mà em ngại gặp mấy người ở trên tòa soạn quá. Anh cứ tưởng đâu em là một người không sợ trời không sợ đất. Thì ra chứ, giỏi chỉ là ăn hiếp anh thôi à. Thôi được rồi, lên lầu thay đồ giùm tôi đi cô hai. Đằng nào thì chiều nay anh với em cũng lên tòa soạn lãnh nhân bút nè. Rồi anh sẽ mời cả nhà đi ăn một chầu thật hoành tráng. Đi. Các ông tới đây có việc gì? À, chắc chị cũng biết, tôi là luật sư riêng của anh Phú. Cách đây 2 tháng anh Phú có nhờ tôi làm thủ tục để bán toàn bộ khách sạn này và nhà cửa của anh ấy cho ông Hoàng Hải đây. Hôm nay tôi đưa ông Hoàng Hải đến đây để giúp ông ấy hoàn tất thủ tục hồ sơ cũng như là ra lệnh tạm ngưng hoạt động của khách sạn này. Chắc là cô không phiền lòng chứ? Ông nói gì? Đây, cô xem đi. Các ông nói láo. Tại sao từ trước tới giờ các người không xuất hiện? Để đến bây giờ cha con ông Phú vừa mới biến mất thì lại từ trên trời rơi xuống đòi khách sạn này. Đây nhất định là một trò lừa đảo. Tôi sẽ gọi công an bắt các người. Tôi không nghĩ một người làm ăn sành sỏi như cô vậy mà không phân biệt được cái nào thật cái nào giả. Cô muốn gọi công an, cô cứ việc gọi. Chúng tôi sẵn sàng ở đây chờ. Bảo vệ đâu? Đưa họ ra ngoài hết đi. Tôi xin lỗi, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Chúng tôi rất mong cô thông cảm cho những quyết định đột ngột như thế này. Bởi vì có những lý do mà chúng tôi không thể nói ra đây. Bây giờ chúng tôi đến đây thông báo ngắn gọn như thế này. Thứ nhất là khách sạn sẽ tạm ngưng toàn bộ hoạt động trong ngày hôm nay. Khi nào có khách hàng, chúng ta sẽ đền bù. Còn về phía nhân viên của khách sạn thì chúng tôi sẽ thanh toán lương đầy đủ và thưởng mỗi người thêm 1 tháng lương. Còn về ngôi nhà mà ông Phú đã bán cho ông Hải đây thì cô có thể ở thêm 7 ngày nữa để có thời gian cô có thể tìm nơi ở mới. Thôi bây giờ vậy, chúng tôi phải đi đây. Chiều nay chúng tôi sẽ ghé ngôi nhà mà cô đang ở. Cô nhớ về để mở cửa cho chúng tôi vào nha. Có bà giúp việc ở nhà đó. Chào cô. Thằng Hoàng coi vậy mà nói đúng thật. Lão Phú đúng là loại rắn độc. Mình không thể nào ra đi trắng tay như vậy. Thế nào cháu? Mọi việc đã xong xuôi cả chưa? Dạ thưa chú, hung thủ vẫn chưa bắt được. Chuyện này thì đáng lo thật. Mà Toàn nè. Dạ. Chú quyết định rồi, cháu tạm thời không lo việc tòa soạn nữa. Cháu
phải canh chừng Nga cho cẩn thận nha. Bây giờ không biết thế nào mà lần đâu. Dạ, yên tâm đi. Cháu sẽ không bao giờ rời khỏi Nga nửa bước đâu. Mọi người cứ làm như cháu là con nít á. Chú, cháu tự lo được mà. Không có được đâu. Con nít chưa lớn á, phải có người lớn trông chừng. Còn nếu không á, gây hàng tá chuyện rắc rối lắm. Anh này, anh cứ vu khống em không à. Nga nè, công việc á vẫn đang chờ cháu. Cháu á, cứ lo giải quyết chuyện gia đình đi. Bất cứ khi nào cháu muốn làm việc thì hãy vào đây. Được không cháu? Chú, cháu đã đưa đơn xin nghỉ việc rồi mà. Cháu xin lỗi chú. Có lẽ cháu không làm việc ở đây được nữa rồi. Có ai mà chấp nhận cái đơn nghỉ việc của cháu đâu. Trừ khi cháu không muốn quay về đây. Còn nếu cháu muốn quay trở về á, chú và mọi người lúc nào cũng hoan nghênh cháu. Cháu cảm ơn chú. Lỡ dạy chết đi. Lỡ dạy chết tiệt đi. Lỡ dấu tiền đi đâu hết rồi. Trong phòng này cũng không có. Không lẽ mình không tìm được. Đúng là. Hay là lên phòng thằng Hoàng. Con sông vẫn chảy dù êm đềm hay...
hai gành thác. Cuộc đời vẫn trôi dù bão táp hay mưa giông, rồi đời sẽ qua tôi vẫn biết thế. Mà sao quắc quay, mà sao lắc lay, riêng tôi ngồi đây nghe trong gió lạnh mà cõi lòng tê tái. Bảo đến trong ta hay bảo đến từ cuộc đời, rồi chờ thét cô Trinh lên. Cô Trinh, tôi muốn giao nhà cho cô rồi xin phép cô tôi về quê. Đời người sẽ qua, đời người vẫn trôi, riêng ta còn gì. Từ lúc mà tao thấy con Nghe đi cùng với ông Toàn tới phòng tổng biên tập á, nhìn mày như người mất hồn vậy đó. Làm gì mà thở dài ngao ngán mệt mỏi dữ vậy? Mất hồn á, có nghĩa là không phải là người mà là ma đó em. Hình như anh không xỉa xói em là anh chịu không nổi hay sao á. Ai dám xỉa xói em, thì anh chỉ nói đúng tâm trạng của em thôi. Thôi thôi đi, tôi xin hai người đó. Im lặng cho người lớn suy nghĩ đi. Ủa, không lẽ con Nghe với ông Toàn cặp bồ thiệt hả? Chuyện rành rành đã đó, em còn thắc mắc gì nữa. Thằng Toàn á, nó thích con Nga từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mà bé Nga đáng yêu mà, thằng Toàn không cua anh cũng cua. Chắc chắn con nhỏ này nó dụ dỗ anh Toàn. Con chào bà Tư. Con chào bà. Chào con. Hai con đến đây có chuyện gì vậy? Con Nga khỏe rồi hả? Dạ. Bà cũng định chờ cô Trinh về, giao chìa khóa nhà xong rồi bà đi về quê luôn. Thôi mà hai con vô. Dạ. Dạ. Cảm ơn bà Tư nhiều lắm. Không có bà Tư giúp đỡ là con đã bị tên Hoàng hãm hại rồi. Bà Tư định về quê luôn hả? Sao bà Tư không ở lại đây nữa? Có việc gì đâu mà ở lại nữa hả con? Ông Phú và cậu Hoàng đã bỏ trốn rồi. Cô Trinh thì đi sớm tối, e rằng chẳng mấy chốc căn nhà này cũng bị bán luôn. À mà hai đứa đến có chuyện gì vậy? Bà Tư biết đó, cái lần trước mà con bị tên Hoàng đánh bất tỉnh, lúc đó con có vô phòng ông Phú để thu thập chứng cứ. Ngoài cái đĩa DVD mà công an đã thu giữ thì có một bức thư và một tấm hình cũ của bà vợ ông Phú để lại. Con để lại ở trong phòng á. Bây giờ con muốn giữ lại mấy thứ đó. Con muốn tìm làm gì? Dạ con không có giấu gì bác. Hồi xưa bác Mai trước khi lấy bác Phú đã yêu ba con. Vì chuyện đó đã dẫn tới nhiều chuyện khác rất rối lắm. Từ lúc thấy tấm hình của bác Mai, cháu luôn bị ám ảnh. Cho nên cháu muốn đến đây tìm lại tấm ảnh và mấy kỷ vật đó. Biết đâu sau này người con thất lạc của bác Mai và ông Phú quay trở về có thể nhìn được những kỷ vật đó. Con nói phải lắm đó. Bác cũng sắp đi rồi, ngôi nhà này cũng chẳng biết thế nào đây. Dạ. Nếu ai tìm được tấm hình và bức thư đó, họ cũng cho vào sọt rác thôi. Thôi hai con lên phòng kiếm đi ha. Dạ, con cảm ơn bà Tư. Tụi con hứa là tụi con sẽ giữ gìn cẩn thận. Con cảm ơn bà Tư. Thôi để bác dẫn hai con lên.
Alo. Dạ bác ơi, con Nguyên nè bác. Bác đang làm gì vậy? Bác đang nấu ăn. Giờ này con ăn uống gì chưa? Hay để bác nói Toàn chở con đi ăn nha. Bác đừng có nói như vậy, tội con lắm bác ơi. Tới gặp ảnh mà con còn gặp không được nữa nè. Dạo này ảnh bận lắm bác à. Ủa, nó lại đi công tác hả con? Nhưng hôm qua nó gọi cho bác, nó nói là mọi việc vẫn bình thường mà. Dạ, ảnh không có đi công tác bác ơi, nhưng mà dạo này ảnh mắc bận, đi theo bảo vệ bé Nga nên không có thời gian nên tòa soạn làm việc luôn đó bác. Tại sao nó phải đi bảo vệ cho con Nga? Dạ, con cũng không biết rõ lắm bác ơi, nhưng mà con bé đã làm nhiều chuyện sai trái lắm. Mới vô công ty mà nhận hối lộ rồi rổ tội cho người tốt, sau đó bị đuổi việc. Nói chung là phức tạp lắm, bác cháu mình không hiểu hết đâu bác. Nhưng mà con chỉ sợ là anh Toàn á cứ bỏ bê công việc rồi lẻo đẻo đi theo bảo vệ con bé đó thì có ngày sẽ bị liên lụy thôi. Mà con bé này á Toàn gây thù chú quán với lại dân xã hội đen không mà. Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với anh Toàn nữa đó bác. Trời ơi, lại có chuyện động trời vậy sao con? Dạ đúng rồi đó bác. Con cũng không có dám nói đâu, con sợ anh Toàn la con. Anh nói á, nếu như mà con nói á thì không để cho con yên. Nhiều khi con đau khổ lắm, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhìn người mình yêu á đang lún sâu vô sai lầm mà không làm gì được hết, đau khổ lắm bác à. Thôi được rồi, bây giờ con cứ bình tĩnh đi nha, để bác sẽ nói chuyện với Toàn. Bác sẽ cố gắng dàn xếp để không ảnh hưởng đến con đâu. Hay là để bác tìm cách bắt nó về, nhưng mà con phải thu xếp về chuyến này đi nha. Bác sẽ có cách ép nó để cưới con ngay lập tức. Nếu mà con thương bác á, con phải cố gắng thu xếp về nha. Dạ, con chào bác. Rồi, bác chào con. Trời ơi, sao cái người trong hình sao giống bé Nga quá à? Hả? Sao con cũng thấy giống giống? Không có đâu, làm gì mà giống, em thấy không có giống gì hết á. Hả? Ai vậy? Chắc cô Trinh về quá. Con cất kỹ mấy tấm hình này rồi từ từ xuống ngang. Dạ. Tránh để cô biết rồi càm ràm phiền phức lắm. Con biết rồi. Thôi mình đi. Dạ. Ừ. Để xem anh thoát được tôi đến bao giờ. Cái gì tôi muốn thì không ai có thể cướp được. Các người hãy mở to mắt ra mà xem. Ông luật sư và ông đây tìm ông chủ hả? Dạ. Tôi có thể vô nhà nói chuyện được không bác? Dạ, ở nhà bây giờ không có ai á. Tôi đang chờ cô Trinh về để mà xin phép cô Trinh tôi về quê. Bà tính nghĩ thật hả? Chúng tôi rất cần người để trông coi ngôi nhà này. À, xin giới thiệu với bà, đây là ông Hải. Dạ, chào ông. Chủ nhân mới của ngôi nhà này. Hay là chúng ta nên vô nhà nói chuyện? Dạ được, mời hai ông. Dạ cháu chào bác. Xin chào. Cháu chào bác ạ. Chào cô. Dạ thôi cháu xin phép về trước ạ. À, hai con về. Nếu mà bác còn ở đây hai con lại chơi nha. Dạ. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ cháu xin phép về. Cháu gái. Bác gọi cháu. Bác nhìn cháu thấy quen quen. Cháu là con của ai vậy?
Rồi cháu quen sao với Phú vậy? Dạ, cháu là con của ba Trung. Ba cháu ngày xưa là bạn của bác Phú. À, bác nhớ rồi. Có phải bộ ba Trung Phú Vĩ không? Ngày xưa bác với ba cháu cũng đã có lần gặp nhau. Giờ sao rồi? Ba cháu khỏe không? Dạ, ba cháu Nga đã bị sát hại. Hả? Ông Phú và cậu Hoàng đang bị truy nã vì liên quan đến cái chết của ba cháu Nga và việc giết hụt ông Vĩ đó ông. Có chuyện đó nữa à? Sao lại xảy ra chuyện đó chứ? Cháu ơi cháu. Ừ, thật ra bác nghe cái tin này như bị sét đánh vậy đó. Ừ, cháu có thể kể lại đầu đuôi về cái câu chuyện như thế nào không? Thật sự thì bác không có biết, chứ nội tình là sao bác không hiểu. Thằng Hoàng đâu rồi? Ông làm cái gì vậy? Gọi lại đây, tao có chuyện muốn nói. Ông là cái thái gì mà muốn gặp anh Hoàng? Có gì thì để sáng mai nói. Tình hình khách sạn như thế nào rồi? Anh Ba Hải và luật sư Trần Nhã có làm theo lời mình không? Giờ mình cũng chẳng nhớ số điện thoại của ai ngoài số nhà, số anh Ba Hải và Trần Nhã. Phải bảo họ đi tìm bé Nga và ông Dĩ. May ra họ biết chút manh mối gì về con mình. Nhưng làm sao kịp bây giờ? Ngày mai thằng Hoàng sẽ bắt mình trả lời. Làm sao để kéo dài thời gian bây giờ? Mời anh hai. Ừ. Dạ mời anh. Lưỡi số. Chẳng lẽ mình ngồi đây riết sao anh? Em sợ lâu quá thế nào tụi công an cũng tìm ra mình à? Cái đó anh hai anh yên tâm đi. Chỉ trừ á, khi mà các anh ra khỏi khu vực này nè thì em không biết, chứ ở trong khu vực của em á, em sẽ lo hết. Nhìn á, nó trống trải như vậy đó, nhưng bên hông là rừng, bên ngoài là sông, bốn phía đều là người của em. Có an toàn thì em mới dám ghim hàng như vậy. Mày á, đừng có chủ quan quá, chết có ngày á. Tụi mày phải nhớ hoàn toàn cắt đứt với mọi liên lạc xung quanh. Tụi công an mà phát hiện ra, tụi nó sẽ truy lùng ráo riết cho coi. Ở đây không có xa thành phố lắm, tụi nó đánh hơi được là nguy lắm biết chưa. Vậy là Phú anh tính làm sao? Tao đang rất mệt ốc vì cái lão già đó. Còn Nga thì chưa thể bắt được, đi tới đâu cũng có người theo nó. Còn hù dọa Xuân thì lão già trời đánh này không đưa ra một xu. Tao tính rồi, chờ cơ hội đưa con Nga luôn về đây. Chắc chắn khi biết được con Nga là con của ổng, lão ta sẽ điên lên để bảo vệ nó thôi. Chờ tới lúc tao lấy xong tiền, tao sẽ thủ tiêu hai cha con một lượt. Con đó mà bị tóm,
thì chết với em. Mày á, phải cho nó trả giá vì nó đẩy chúng ta vào cảnh sống dở chết dở này chứ. Bắt được nó đi rồi mày tính. Mày chỉ được cái khoản đó là nhanh thôi, một con heo. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua giữa chiều buông, mà sao cõi lòng sắt se tựa hồ băng giá. Nhiều khi ngỡ như mình lạc vào trong đêm tối, biết bước về đâu khi bóng tối vây quanh. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua giữa chiều buồn, mà sao thấy lòng tái tê như lạc vào giông bão. Đời như giấc mơ chỉ thoáng mộng phù du, còn gì cho ta khi qua một kiếp người. Từng cơn bão cứ tràn về trong đêm tối, cuốn đời tôi trôi dạt biết về đâu. Từng con sóng cứ gào thép mãi trong ta, cho cõi lòng không một phút bình yên. Chợt bừng tỉnh giữa giấc mơ đời nghiệt ngã, nhìn lại mình chỉ thấy nỗi cô đơn. Cuộc đời ơi xin đừng xô tôi nữa, hãy để bình minh xóa tan một đêm dài.